on Tuesday's day, I'll try to catch them on the way. Ôi chán thật. Cái ghế này lại lúc ngay nữa rồi. Xin chào Lulu, chào hai bạn chuối. Bạn có việc gì cần phải giải quyết không? Chúng tớ vừa mới sửa sang vài thứ ở ngoài đường. Thế thì tiện quá, bởi vì chúng tớ đang có một cái ghế bị lung lay. Chúng ta nên xem kỹ nó, chuối hai. Bạn đứng dịch ra kia đi, Lulu. Cẩn thận, Lulu. Bạn có sao không, chuối một? Không sao đâu, chuối hai. Nhưng chân của cái ghế đã gãy rồi. Bạn có nghĩ cái mình đang nghĩ không, chuối một? Tôi nghĩ là có đấy, chuối hai. Đã đến lúc sửa chữa rồi. Bạn có nghĩ cái mình đang nghĩ không, chuối một? Tôi nghĩ là có đấy, chuối hai. Đã đến lúc luyện tập rồi. Hai bạn chuối bắt đầu bằng việc luyện tập cuộc thi chạy ba chân. Được rồi, buộc dây thế này vào vị trí, sẵn sàng, chạy.